Sao ta? Rồi. Canh sao mà quân số đủ dữ nha, chắc cỡ 35 người luôn á. Bia có thùng bia trong đó rồi, chưa có mấy hai đem bánh mì cơm, mấy hai đem quái thì lớn 60 cổ bánh mì đó mình tính mấy chỗ hợp lý quá ha. Mấy ông vừa phải thôi, mấy bả tự nhiên mấy bả mình đi ra sao hỏi trời, mấy bả mình là ra sao ngồi mới đúng. Rồi đỡ đi, không cho cái mũi đi qua cái cầu cái. Ở Hạ Thiên đó rồi. Hạ Thiên đó rồi, Hạ Thiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó la tôi ẩm, nó cũng la vậy chứ mà ẩm nó không la hả? Một hồi qua cầu á là nổi nhạc sung lên, mọi người đứng lên nhảy luôn nha. Thì là một ngày chẳng vui.